Sếp Hoàng, tôi bắt được chú Đức đang giao dịch ma túy với hai thằng ngoại quốc tại vịnh Stephen Stanley. Tới đây nào. Này, nhúc nhích là ăn đá đấy. Sếp, hai thằng ngoại quốc này giao dịch ma túy với chú Đức. Tôi đã thể hình làm chứng rồi. Làm tốt lắm, tôi đã lập đại công đấy. Tóm tay chú Đức lại. Dạ sếp.